Dâm xin chào tất cả các anh cần thủ nha. Và video đầu tuần 918 hôm nay, shop em sẽ gửi đến các một lô cần câu này, có cả máy câu luôn nha các anh. Hôm nay về được rất là nhiều máy ngang và máy đứng. Máy đứng thì có 8 con nha các anh. Những dòng như là Daiwa này, Daiwa Seiko, Daiwa Ragon và rất là nhiều máy Abu luôn. Hôm nay thì có tới 5 con máy Abu, các anh thoải mái lựa chọn. Và đặc biệt là một con máy tay cò, kết hợp các anh câu lu nha, câu lu câu đơn, máy tay cò. Và máy ngang thì hôm nay em có cả tay trái và tay phải nha các anh. 9 con máy thì trong đó sẽ có 3 con tay trái trong phân khúc giá tầm trung các anh tham khảo nha. Và giá bên em báo thì chưa bao gồm phí ship. Phí ship mỗi đơn cần là 40.000, còn đơn máy là 30.000 một đơn. Các anh đặt hàng thanh toán trước hoặc đặt từ hai sản phẩm trở lên thì bên em hỗ trợ miễn phí ship cho mình ạ. Và nào đặt hàng vui lòng liên hệ em qua số điện thoại có ghim bên góc trái màn hình là 0933 111 365 nha các anh. Số điện thoại và số Zalo luôn ạ. Và đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cần câu trước nha các anh. Cây cần đầu tiên là một cây cần tay hàng nội địa Trung ạ. Và cây này là của SVF nha các anh. SVF chiều dài cần 36 dòng Super Carbon, phôi carbon xoắn toàn thân luôn. Phôi carbon xoắn toàn thân và cây này có ngọn là 1.2 ly ạ. Ngọn cần 1.2 ly nha các anh, có nắp chụp đi kèm đầy đủ. Đầu bu của nó sẽ xoay 360 độ chống xoắn dây như này nha. Xoay 360 độ chống xoắn dây. Carbon xoắn tất cả các lóng luôn nha các anh, từ lóng gốc cho đến lóng ngọn nè. Xoắn tất cả các lóng cho mình. SVF 3m6 và cần có độ cứng là 5H ạ. Độ cứng cây này 5H, ngọn 1.2 ly, trọng lượng 98g. 3m6 5H, mã số 1 giá 390.000, mã số 1 nha các anh và giá cần sẽ là 390.000 ạ. SVF 3m6. Và tiếp theo mã số 2. Mã 2 sở một cây SVF 4m8 nha các anh. SVF 4m8 phôi carbon xoắn toàn thân. Và cây này thì nó sẽ có chiều dài là 4m8 nha các anh. Chiều dài 4m8, chất liệu và màu sắc thì đều giống như nhau luôn. Nó chỉ khác mỗi thông số thôi. Là em xin phép biết nhanh một tí nha. Và 4m8 á, thì còn sẽ có 5 lóng nè. 5 lóng tất cả cho mình. Đầu bu cũng xoay 360 độ chống xoắn dây luôn ạ. Và ngọn của cần sẽ là 1 ly 2 nha các anh. Ngọn 1.2 ly. Cây 4m8 này có trọng lượng là 145g. Và mã số 2 ạ. Mã số 2 giá cần 450.000, có nắp chụp đi kèm nè các anh. Mã số 2 nha, có giá là 450.000. Và tiếp theo mã số 3. Số 3 là mẫu cần tay của Herabuna ạ. Herabuna chiều dài 4m5 và dòng này thì nó sản xuất tại Hàn Quốc nha các anh. Sản xuất tại Hàn Quốc có tem đầy đủ luôn. Herabuna. Phôi carbon xoắn ít nè. Đấy, nó sẽ xoắn ít cái lóng gốc bên ngoài. Herabuna nha các anh. Bên dưới phần nắp đuôi á thì nó sẽ có một cái khoen để mà các anh buộc dây bảo hiểm nhé. Khi nào mình cần dùng thì mình kéo ra thôi, không thì các anh đậy lại như này, nó rất là thẩm mỹ luôn. Và cái dòng cần Herabuna này thì phôi siêu dày nha các anh, chuyên chấm đen mè và chép dịch vụ này, phôi rất là dày, thích hợp để các anh câu săn hàng nhé. 4m5 và cần sẽ có tổng cộng là 5 lóng tất cả ạ. 4m5, 5 lóng nha các anh, độ cứng 5H luôn và cần ra thẳng tắp, ra cực kỳ thẳng. 4m5, 5H. Ngọn sẽ là 1 ly 2, trọng lượng của cần này là 138g nha các anh, phôi dày. Phôi dày rất là thích hợp đánh săn hàng. Và mã cần số 3, mã số 3 giá cần là 800.000, mã số 3 giá cần sẽ là 800.000 ạ. Và tiếp theo mã số 4, số 4 là cây Herabuna 5m4 nha các anh. Herabuna 5m4 và cây này có độ cứng là 5H ạ. Herabuna 5m4 5H. Mã số 4 sở một cây Herabuna 5m4 nha các anh. 5m4 phôi carbon xoắn ít ở cái lóng gốc bên ngoài nè. Phôi lóng với lại màu sắc nó cũng giống như nhau hết nha các anh. Chất liệu cần đều giống như nhau hết. Rồi em xin phép rút nhanh nè. Cây 5m4 này thì ngọn sẽ là 1 ly 2 nha các anh. Ngọn 1 ly 2 cần có 5 lóng tất cả ạ. Trọng lượng thì là 168g. Trọng lượng 168g này, 5 lóng nha các anh. Ngọn 1.2 ly, trọng lượng 168g và mã cần số 4 ạ. Mã số 4 cây Herabuna 5m4 này có giá là 900.000. Mã cần số 4 giá cần sẽ là 900.000 ạ. Và tiếp theo mã số 5 là một cây Herabuna 6m3 nha các. Cần câu tay Herabuna 6m3, sản xuất tại Hàn Quốc ạ. Phôi của nó cũng là carbon xoắn toàn thân luôn, có nắp chụp đi kèm. Và ngọn của 6m3 này là ngọn 1 ly 2 nha các, cần cứng 5H. Dòng cần săn hàng nhá, phôi này phôi săn hàng luôn. Các anh muốn xem video chi tiết cần hoặc là video ra cần thì cứ các bạn Zalo với em nha.
Số điện thoại có ghi bên góc trái đây là 0933 111365 ạ. 6m35H và còn sẽ có 6 lóng tất cả. Ngọn 102 trọng lượng 224 g, mã số 5 nha các. Mã số 5 cây này có giá là 1.050.000. Mã cần số 5 giá sẽ 1.050.000 nha. Ra cần cực kỳ thẳng luôn ạ. Và tiếp theo là mã số 6. Số 6 giờ cánh vợt carbon nha các. Cánh vợt carbon chiều dài 4m5 ạ. Cánh vợt carbon 4m5. Và cái này ren của nó sẽ là ren 11 nha các. 4m5 ren 11 nè. Carbon thì nó sẽ vừa nhẹ và vừa cứng cho mình. Các xem cái lóng đầu nè. Mới ken luôn. Tiếp tục lóng thứ hai đây. Rất là ít xây xước nha các. Cực kỳ ít xây xước luôn ạ. Và cây 4m5 này thì sẽ có 5 lóng tất cả nè các. 5 lóng tất cả. 4m5 độ cứng 45 ạ. À. Cây 11 và trọng lượng cây cán này là 416 g. 416 g, mã số 6, giá cán vợt này là 500.000 nha các. Mã số 6 với giá là 500.000. Và tiếp theo mã số 7. Số 7 cán vợt carbon 4m5 luôn ạ. À. Dòng mà. Cái này thì nó không ghi tên hãng nha các, không có tên hãng. Giờ phôi carbon thôi, 4m5. 60% carbon này, tay cầm quấn chỉ quấn dây mây. Nó quấn dài luôn nha các, cái này thì quấn dài. Và các anh yên tâm, những cây carbon này hàng nó cứng cho nên là nó ra rất là thẳng. Ra thẳng tắp luôn, độ cứng cao, các anh yên tâm. Phôi carbon xoắn này, 4m5. 4m5 và cần sẽ có 4 lóng cho mình ạ. 4m5, 4 lóng. Đầu ren cái này thì ren 10 nha các, đầu ren 10. Đầu ren 10 và trọng lượng là 440 g. Mã số 7, mã số 7 giá cây cán là 550.000, mã số 7. 550.000 cây cán vào 45.000 nha các. Và tiếp theo mã số 8. Cán vợt carbon 4m5 ạ, dòng Majesty ISO. Thì cái chiều dài 4m5 này á, là họ đã tính cả mặt vợt nha các, tính cả mặt vợt vào rồi, cho là mình muốn tính cái chiều dài thực của mỗi cán không thì các anh cứ trừ đi 40 50 cm nha. Trừ đi tầm 40 50 cm. Màu tím toàn thân luôn ạ. Và cái này thì nó sẽ có 4 lóng. Chiều dài 4m5, 4 lóng tất cả. Đầu ren là ren 10 nha con. Cái này ren 10. Trọng lượng sẽ là 428 g nha các, trọng lượng 428 g, mã số 8, giá cán này là 650.000, cán vợt còn mới đẹp nhá, mới 90%. Mã số 8 có giá là 650.000 ạ. Và tiếp theo mã số 9 nha các, số 9 cán vợt 4m5 này. Cán vợt carbon 4m5. Cái này nó cũng có dây đeo để các anh tiện lợi khi mà mình di chuyển nha. 4m5. Và đầu ren nó sẽ ren 10 nha các. Đầu ren 10 4m5, cán vợt cũng còn mới nè, được 90%. Có lóng 85, có lóng 90 nha các. Không xuất sắc quá nhiều. Ren 10. Và trọng lượng của cán là 428 g ạ. 428 g, mã số 9, giá cây cán này là 550.000. Cán vợt carbon mã số 9 nha các, có giá là 550.000. Và tiếp theo mã 10, mã 10 qua cần Ikada nè các. Cần Ikada phôi carbon chiều dài 2m1, cái này thì mới ken luôn, mới ken toàn thân 90-95%. Các xem màu nước sơn này, rất là mới nha, phôi của nó sao carbon xoắn. Khuyên là Fuji loại sứ đen ạ. Khuyên Fuji sứ đen và cần này là dạng cần ráp khúc nha các, Mastech. Còn ráp khúc bát Fuji Stainless LX6 nhập bát xịn cho mình nha, bát gập. Bát xịn luôn ạ. Nhắm mở xem. Cần Ikada ráp khúc for carbon. Các xem cái nước sơn nè, quá mới luôn, nó không có xây xước một tí nào hết. Và dàn khuyên ở bên trong á thì là khuyên kim loại nha các, khuyên kim loại nhỏ, không có sứ, đấy là zin của cần. Và họ cũng quấn chỉ thêm từ ngọn đến đây, tăng cái độ chịu lực của ngọn nha các, tăng độ chịu lực. Anh xem nó cong vút hình chữ O như này luôn, chịu lực rất là tốt ạ. Câu gì nâu chép hanh, ngồi trên bè trên thuyền câu, rất là ok. Và ngọn cần 0.6 ly, trọng lượng 97 g, mã số 10 nha các, mã 10 và giá cái này là 850.000. Mã cần số 10 giá cần 850.000, Ikeda Carbon. Tiếp theo là mã 11 ạ. 11 xả một cây cần luôn, máy ngang 2m1, độ cứng MH nha các. Máy ngang 2m1 MH của hãng Shimano dòng Majestic.
Thông số tải mồi sẽ từ 10 cho đến 30 gram và tải cá là từ 10 đến 20 lb, gần 10 kg cá nha các. 20 lb nó tải khoảng tầm 9 kg hai cá này. Đây là thông số của cần thôi, còn nó phụ thuộc vào kỹ thuật của mình nữa nha các. Kỹ thuật càng tốt á, thì mình gặp cá to hơn 10 12 kg vẫn dòng được bình thường. Phôi carbon xoắn toàn thân, máy ngang sẽ có tay cò bên dưới này, bắt máy ngang là bắt hãng, bắt vặn. Tay cầm cán gỗ còn nguyên siêu luôn, còn nguyên siêu chưa bóc. Và ngọn cần sẽ là 2 ly, trọng lượng 130 g. Ngọn 2 ly trọng lượng 130 g, mã số 11, giá 370.000, mã cần 11 370.000 nha các. Cần luôn máy ngang máy đứng có đầy đủ luôn, canh có thể tham khảo những cái mẫu máy ở đây, mình ghép combo nha, combo cả hai á thì em miễn phí ship này. Tiếp theo mã 12 là Shimano Majestic 2m4 MH nha các. Tải mồi 10 đến 30 g, nhái hơi nhái thật canh đều đánh được hết. Còn tải cá 10 đến 20 lb ạ. À. Dài 2m4, khoen hãng, khoen hai chân nè. Khoen hãng, khoen hai chân và ngọn của cái này nó là 2 ly nha các. Ngọn 2 ly trọng lượng 135 g. Khoen bắt hãng. Bắt vặn. Tay cầm cán gỗ luôn ạ. À. Phô của nó sẽ là carbon xoắn. Các bạn xem cái màu nước sơn này, rất là mới nha. Cái này thì khách em bên em báo cá cũng rất là nhiều, em có đăng ở trong trang cá nhân Facebook Zalo, các anh có thể vào tham khảo nha, feedback của khách này rất là nhiều, báo cá rất là nhiều luôn, lóc chẽm đều có đầy đủ hết. Và mã 12 nha các, mã 12 giá còn là 390.000, mã 12 có giá là 390.000 ạ. Tiếp theo thì em xin phép lên máy câu, đầu tiên là một con máy lu ngang tay bên phải nha các, máy lu ngang tay phải. Tay quay của nó là dạng tay quay đôi nè các, tay quay đôi, tay quay kim loại. Còn đây là núm sabun. Máy ngang á, thì các anh cần chỉnh cái núm sabun này, nó chuẩn thì sẽ hạn chế được cái tình trạng rối dây nha. Đây là nút cân mồi nè, núm sabun, cân chỉnh nặng nhẹ, cân chỉnh mồi. Cân mồi chuẩn thì nó sẽ hạn chế rối dây rất là nhiều. Và con lăn chi cước vẫn còn hoạt động tốt cho mình, hoạt động rất là tốt. Máy lu nè, vòng tua nó cao nha các, 7.2 nè, tốc độ thu dây nhanh, tốc độ thu dây rất là nhanh luôn. Và mã máy số 1 giá 150.000, mã số 1 giá máy sau 150. Tiếp theo mã số 2, số 2 là máy Shimano nha các. Shimano Bantam 10SG ạ. Shimano Bantam 10SG, hàng nội địa Nhật nè các, made in Japan. Tay quay kim loại, tay quay đôi. Thân máy cũng là kim loại luôn. Thân kim loại, nấm sabun, cân chỉnh mồi đây. Mọi chức năng hoạt động tốt hết nha các. Nó sẽ có chốt chặn một chiều nè, có chốt chặn một chiều. Nút xả đây nha, canh ấn nút thì mình sẽ xả cước được, và khi đang xoay thì cái nút xả nó cũng sẽ tự bật lại luôn. Con lăn vẫn còn hoạt động tốt ạ. Shimano nội địa Nhật nha các, và mã máy số 2, mã số 2 giá là 450.000, mã máy số 2 giá 450 ạ. Tiếp theo mã số 3 là một con máy lu ngang tay bên trái nha các. Máy lu ngang tay trái. Máy này tay quay cũng là tay quay đôi, tay quay kim loại luôn này các. Cái còn tay cầm nó rất là đẹp. Cao su nha. À không, dạng mút nha các. À, cầm rất là nhẹ. Đẹp nè. Mượt mà, hoạt động rất là mượt luôn. Lô cước bên trong là kim loại ạ, có màu gold. Và máy thì có sẵn kèm cước cho mình, con về chỉ việc lua thôi. Còn lăng đây ạ, lăng chi cước đây vẫn còn hoạt động rất là tốt. Và vòng tua của máy này là 6.3 nha các, vòng tua cao, thu dây nhanh này. 6.3, con xem máy quá mượt luôn nha, quá mượt luôn, dòng này con nếm mồi cũng được xa này. Và máy chạy 5 cộng 1 bạc đạn ạ. 5 cộng 1 bạc đạn, luôn ngang tay bên trái nha các. Câu cá lóc, cá chẽm đều được hết. Và mã số 3, mã số 3 giá của con máy này là 550.000, mã số 3 có giá là 550.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 4. Số 4 là máy lu ngang tay trái của Daiwa nha các. Lu ngang tay trái Daiwa dòng 150L. Và máy này thì nó sẽ chạy 5 bạc đạn. Chạy 5 bạc đạn ạ. Daiwa 150L nha các. Chúng ta xem ngoại hình tổng quan này. Nó sẽ có cái màu nước sơn là màu xanh dương. Màu xanh dương đậm. Lô cước kim loại và đi kèm bên trong sẽ là dây dù BE. Dây dù BE nha các. Máy này là hàng Korea, xuất thị trường Nhật, made in Korea này. Tay quay kim loại, tay quay đôi luôn, chạy 5 bạc đạn,
chế độ phanh từ nha ta, sử dụng hệ thống phanh từ cho mình, dừng rất là nhanh, rất là mượt mà. Còn đây xả nút xả cước này, xả cước mọi chức năng hoạt động tốt hết nha các, rất là nhẹ, rất là mượt luôn, mọi chức năng hoạt động tốt. Đang ấn nút này rồi mình ném dây ra thôi. Mã máy số 4, mã số 4 giá của máy này sẽ là 850.000. Mã số 4 nha các, giá của máy này là 850.000 ạ. Máy luôn ngang tay bên trái nha, đa qua. Và tiếp theo mã 5 ạ. Mã 5 là một con máy luôn ngang tay phải. Máy luôn ngang tay phải hãng Shimano nha các, dòng Bantam. Bantam PKM200FS ạ. FS. Máy luôn ngang tay bên phải nè các. Cân bọt sang lúc này mình sẽ sử dụng được hai chiều. Đây là núm sabun cân chỉnh mồi nha các, hãng Shimano Bantam. Và con máy này là hàng nội địa luôn, made in Japan, nội địa Nhật nè, con lăng vẫn còn hoạt động tốt, mọi chức năng của nó êm mượt hết nha các, mọi chức năng vẫn còn hoạt động rất là tốt nè. Ngoại hình tổng quan thì còn được tầm 85%. Tầm 85%, tay quay đôi, tay quay kim loại. Tay quay đôi. Và mã số 5 ạ, à, mã số 5 giá của con máy này là 400.000 nha các, mã máy số 5 có giá là 400.000. Tiếp theo mã số 6, số 6 là máy luôn ngang tay phải của team Dawa nè các, team Dawa 103HI. Máy này thì chạy 5 bạc đạn cho mình nhé. Máy luôn ngang tay phải team Dawa chạy 5 bạc đạn. Nấm sabun này các. Nấm sabun. Còn đây là nút xả cước nha. Đây là nút xả cước nè. Khi các xoay nó cũng sẽ tự bật lại. Khi mình xoay nó tự bật lại. Các anh bật sang cái nút này á, nó sẽ là cái chế độ xả nhanh nhé. Chế độ xả nhanh, nếu mà các anh muốn thao tác nhanh thì các anh bật sang nút này. Thì khi mà mình ném cước á, mình nhấn nút ném cước nè, thì các anh thả ra nó cũng bật lên luôn. Thao tác nhanh. Team Dawa 103HI, máy chạy 5 bạc đạn nha các. 5 bạc đạn và vòng tua sẽ là 6.3 ạ. Mã máy số 6, giá của con máy này là 450.000, 450.000 mã máy số 6 nha. Nội địa Nhật, made in Japan. Và tiếp theo mã 7 nè các, mã 7 tiếp tục là một con máy luôn ngang tay trái. Máy luôn ngang tay trái của hãng Ryobi Capro Metal Light T300L nha các, vòng tua máy xa 6.2 ạ. Máy luôn ngang tay trái Ryobi nội địa Nhật nha các, made in Japan. Bên Nhật họ có sơn lại một cái màu bạc lên con máy nha các. Có sơn thêm một cái màu bạc lên con máy này. Hàng bên Nhật về như nào, tình trạng như nào thì em sẽ báo tình trạng thường như vậy. Và giá thì đã theo tình trạng máy nha các. Giá đã theo tình trạng máy này. Nút xả cước nè, các xoay nó tự bật lên. Mình xoay thì nó sẽ tự bật lên lại như này nha. Là nút xả. Xoay thì nó tự bật lên cho mình. Núm sabun nè các, cân chỉnh mồi ở đây. Máy Ryobi ạ, Ryobi vòng tua 6.2. Và mã số 7, giá máy này là 690.000 mã máy số 7 nhé, giá 690.000. Tiếp theo là mã số 8 là các, số 8 máy Daiwa dòng Super Dynamic S150 ạ. Máy luôn ngang tay bên phải luôn. Daiwa Super Dynamic. Đây là chế độ xả nhanh này các. Xả nhanh. Nấm sabun đây ạ. Ngoại hình máy còn tốt nha các. Máy này nó được 85-90% luôn, rất là ít xước xác. Dawa Super Dynamic 150. Con lăng chi cước vẫn còn hoạt động tốt đây ạ. Và máy Dawa này là hàng Thái Lan nha các. Thái Lan xuất thị trường Nhật. Máy Dawa Thái Lan xuất thị trường Nhật. Luôn ngang tay bên phải. Tay quay kim loại còn rất là mới, rất là chắc chắn ạ. Máy có chạy bạc đạn đầy đủ hết. Và mã số 8 nha các, mã số 8 giá máy này là 420.000. Mã máy số 8 có giá là 420.000 ạ. Mã số 8 nha. Tiếp theo mã số 9, một con máy luôn ngang của hãng Shimano nha các, Shimano dòng Batrai. Và con máy này thì cực kỳ mới luôn, quá mới, mới keng 95-97% luôn. Các xe màu nước sơn này, nó cái màu nó còn rất là bóng nha các, còn rất là sáng bóng như này. Con lăng hoạt động tốt nè các,
quá nhẹ quá mượt luôn. Bên này cũng vậy, chúng ta xem mới keng, máy này mới keng Shimano Bass Drive, có chạy bạc đạn đầy đủ ạ. Và đây giờ em test chức năng của máy, hoạt động của máy đây các. Sẽ có chốt chặn nhé, có chốt chặn một chiều, tay quay kim loại, tay quay đôi. Còn đây sẽ là nút xả cước ạ, nút xả cước nằm ở đây cho mình, con xoay nó cũng tự bật lên lại nè. Máy này thì là hàng Malaysia nha các, Malaysia xuất thị trường Nhật, Shimano Bass Drive mới keng 95-97%, mã số 9 và giá máy này là 600.000, mã máy số 9 nha các, có giá là 600.000 ạ. Mã số 9. Và tiếp theo mã 10, mã 10 thì em lên máy đứng cho các này, Dawaseco. Dawaseco size thực máy thì khoảng tầm là 1.000 nha các. Cước số 1 vào 170m, 1.5 vào 110, số 2 vào 80, còn số 3 vào 50 ạ. Dawaseco nội địa Nhật nha các, máy tin Japan. Nó xoay á, thì một chiều nó sẽ có chốt chặn như này. Xoay 1.000 cho mình, full hợp kim toàn thân luôn, cả cối, cả thân này và tay quay. Hợp kim toàn thân. Xoay một chiều sẽ có tiếng kêu nha các. Một chiều có tiếng kêu. Máy này mình vừa câu vừa sưu tầm nha. Máy thích hợp để sưu tầm nè các. Máy nhỏ mini. Câu tôm, câu đơn, bè, cái nhỏ em hồ gần nhà nè. Dòng spin style mini. Mọi chức năng hoạt động ổn định hết. Rất là mượt và độ mới cũng còn cao nữa các. Nó chỉ bị mờ cái thông số, chứ nó rất là ít xây xước nha, rất ít xây xước luôn, chỉ bị mờ thông số theo năm tháng thôi. Mã 10 giá 350.000, mã số 10 giá máy là 350.000 ạ, Dawaseco. Và tiếp tục là mã 11 nha các, 11 Dawaregon X. Dawaregon X 2000T size thượng máy size 2000 ạ. Và cái dòng Dawaregon này thì núm côn nó sẽ côn số nha các, côn khá là chuẩn. Núm côn số, cối sóng, khi xoay có tiếng kêu, cối kim loại, tay quay cũng vậy ạ, tay quay kim loại luôn. Còn thân máy là thân carbon nha các, tay quay của nó có thể gập gọn lại được ạ, và xoay một chiều có chốt chặn. Máy êm ru, không xào không lắc và hoạt động không tiếng kêu, rất là êm nha các, không xào không lắc gì hết ạ. Máy này canh câu lua, câu đơn, ISO rất là nhẹ, rất nhẹ và mượt luôn, mọi chức năng ổn định hết, độ mới cao. Daiwa hàng Thái Lan xuất thị trường Nhật và mã 11 giá 390.000. Mã 11 có giá là 390.000 ạ. Và tiếp theo mã 12 là máy Abugasia nha các. Abugasia size tầm 2000, dòng Cardinac 8 602 LV Abugadinac ạ. Máy size thực tầm là 2000 nha các. 2000. Quay nhẹ tên này. Đảo chiều tay quay trái phải được ạ. Máy nào mà không đảo được thì em báo nha. Và đa số máy hôm nay em lên á thì đều đảo được hết, nào các anh chốt đơn mình xoay, mình quay máy tay bên nào thì cứ báo em chuyển luôn các anh về đi câu cho thuận tiện. Không sao không lắc, hoạt động không tiếng kêu, rất êm nha các. Abugasia quá êm mượt luôn. Máy này thì chạy 7 bạc đạn, 7 bạc đạn, còn vòng tua là 5.1. Mã số 12 giá máy 850.000, mã 12 giá 850.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 13 nha các anh, Abu Cardinac luôn ạ. Abu Gaza Cardinac bản này thì nó nhỏ hơn một tí này, 503 LB. Nhỏ hơn một tí xíu thôi nha các. Có một tí xíu thôi và size thực của nó thì size khoảng tầm 2500. 2500 ạ. Số cước số 2 sẽ vào được 180m, cước số 2.5 vào 150m. Mọi chức năng hoạt động ổn định. Máy này thì nó có xước sơn nhẹ nha các. Xước nước sơn nhẹ vài chấm li ti. Còn ngay phần tay quay thì nó bị chóc cái lớp nước sơn này. Căn về muốn thẩm mỹ hơn mình có thể sơn lại nha. Quan trọng là máy vẫn còn hoạt động tốt nè. Đảo chiều tay quay trái phải đều được hết. Đây sẽ là hai chiều. Abugasia Cardinac nha các. Cardinac. Và vòng tua của máy là 5.1 ạ. Vòng tua 5.1. Máy sẽ chạy 10 bạc đạn nha các. Chạy 10 bạc đạn cho mình. Máy này thì nó chạy bạc đạn nhiều hơn máy em vừa lên luôn. Mã 13, mã 13 giá 650.000, Abugasia mã 13 giá 650.000 ạ. Và tiếp theo mã số 14 là máy câu ISO nha các, máy tay cò. Câu ISO câu đơn này các, dòng mà chi chi so shop
Và size thừa của máy size 3000 ạ, cước số 2 và 220 m, cước 350, cước 4 sao vào 100 m. Máy size 3000 nha các anh, Dawa. Dawa hàng Thái Lan xuất thị trường Nhật. Xoay có chốt chặn một chiều. Thân máy carbon, cối với lại tay quay là kim loại. Cối với tay quay kim loại nha, tay quay kim loại có thể gập gọn được. Và nó đảo chiều nha các, đảo chiều trái phải được hết. Cối cối sóng này, cối sóng, cối kim loại. Dawa hàng Thái Lan. Căn bật lên đó thì nó sẽ xoay được hai chiều. Nó sẽ dừng khi mà các anh xoay ngược lại như này nha. Khi mà các anh dòng cá để mình thả cho cá chạy thì mình có thể bật sang chế độ này. Rất nhẹ mượt nha các anh, không xào không lắc một tí nào hết ạ. Và mã máy số 14. Mã 14 giá máy này là 690.000, mã máy 14 có giá là 690.000 ạ. Và tiếp theo số 15, máy Abu Garcia luôn nha các anh, Cardinac. Cardinac S1000, size máy size 1000 ạ. Abu mà máy size nhỏ này rất là hiếm nha các anh. Rất là hiếm. Gạt cước con lăn, mọi chức năng hoạt động ổn định hết. Rất là nhẹ và rất là mượt. Thân máy là carbon, còn cối nó là cối kim loại. Cối kim loại, tay quay kim loại luôn. Cối sóng, xoay sẽ có tiếng kêu. Cối kim loại nha các anh. Abu Garcia. Thông số dây bi dây 1.5 sẽ vào được 150 m dây. Nó có cái chế độ phanh nhanh nha các anh. Phanh nhanh, các anh hay gọi ABS đấy. Một chiều, hai chiều. Êm ru luôn ạ. Không sao, không lắc một tí nào hết. Máy này rất là mượt. Các anh câu ISO hoặc câu mực. Câu mực, câu lua cần UL. Rất là nhẹ và mượt nha các anh. Rất nhẹ, hoạt động rất là mượt. Mã 15. Mã 15 giá máy là 650.000. Mã máy số 15 có giá là 650.000. Và tiếp theo mã 16. 16 là máy có lẫy lẫy xả nhanh nha các anh. Máy này thì thích hợp luôn. Abu Cadenac Gold Mat. Cối nó cối gold này các anh. Vòng tua 5.1 ạ. Và máy Abu này là của Thụy Điển nha các anh. Abu Sweden, Abu Garcia Sweden. Cối sóng xoay có tiếng kêu. Và cứ khá là nhạy. Đảo chiều tay quay trái phải được hết ạ. Abu Cadenac Thụy Điển. Xả nhanh đây nha các anh. Phải xả nhanh này. Abu Cadenac. Và mã số là 16 nha các anh. Mã số 16 giá máy này sẽ là 550.000, mã máy 16 có giá là 550.000 ạ. Và cuối cùng mã 17. 17 cuối cùng là một con máy đua chuột của Abu Garcia nha các anh. Máy này nó cũng có chế độ phanh nhanh luôn. Máy đua chuột thì thường mình sẽ xích côn bên dưới này. Xích côn bên dưới này. Máy thì hoạt động còn mượt nha các anh. Còn mượt nhưng mà theo năm tháng thì nó có hơi xào nhẹ một tí. Xào nhẹ thôi. Hơi xào nhẹ. Abu Garcia. Hàng Bangladesh nha các anh. Bangladesh xuất thị trường Nhật. Máy này size thực nó khoảng tầm là 4.000 ạ. Size thực tầm 4.000. Abu của Bangladesh nha các anh. Bangladesh xuất thị trường Nhật. Máy size 4.000. Vòng tua 5.2. Vòng tua cao. Canh đánh lu cũng được luôn. Vì vòng tua nó cao, thu dây nhanh. Cối sóng. Cối kim loại. Abu Garcia ạ. Đảo chiều tay quay trái phải được hết. Và mã cuối cùng mã 17 nha các anh. Mã 17 giá máy này là 650.000. Abu Bangladesh mã 17 giá 650.000. Và em xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của kênh em nha. Ủng hộ em một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những cái video mới nhất. Những con máy, những cây cần mới nhất em sẽ về nha các anh. Chào tạm biệt các anh ạ.